Xin chào mọi người, hôm nay mình làm món tôm chiên giòn. Đây là chảo mình đổ dầu vào, là bột tempura mình tự làm. Để mình bóc tôm ra, mình xong là mình khử ra rồi xong mình chiên. Còn lại là tiêu tôm crispy tempura roll with salmon. Ra cho nó thẳng, khi mình chiên nó không bị cong lại để mình quấn cái gì. Cho tìm muối vào sát. Tempura mới. Con câu mẹ. Thank you.
đấy, xem rau nó nóng chưa, nó nóng rồi. Bây giờ mình bỏ tôm vào chiên ha. Đây cái tôm nó đã bẻ ra chín nó thẳng rồi. Chiên là chiên tôm rồi bắt thơm ngon là chiên tôm Rửa sạch cái để đào được. Đấy, có chiên vang thì nhon này. Đây mình vừa ra cái đĩa cái nó dâu rồi tông lên cái tông lên cồn rồi bây giờ bắt nó cuộn ha nấu đi.
Rồi, bật lên. Mini cốt cái quả dưa leo những bé tí hon sushi rice trauben saft bio rote bete nhôm đỏ hôm nay sushi là mình chọn củ cải đỏ rote bete để tí nó ngậm vào cho nó sau khi nó mới cuốn chili mayo. Sám hôm, dọc xong cái gì thế? Cả hồi đây mình cắt sẵn ống quạ. Cắt sẵn đây rồi, thì là mình làm cái gì về của mơ kì. Topico, caviar, schwarze Caviar, Trikaden, Avocado, bữa nay ngon lắm. Bóc nó ra.
kurang. Nah, itu semua masuk sih, right? Nuri. Dann gehen wir an, Grillspeed Tempura rauf. Mayo, Chili Mayo. Thì tôi mình bỏ là thì tôi không mini của cái bị chân nhà cái bàn nó thấp nó hơi khó làm tí à, tìm nó bàn nó cao thì dễ làm nó thuần tay cái nhà thôi. Chị đi máy không? Nó là tiết tố vào những cái thơm. Cảm ơn đến tên bố đó. Tấm chìm giòn. Mình đi cố kê á. Cho cả hồi lên đấy.
hồi đến đấy em tắt cho luôn đi. Habe, schneide. Wieder habe. Habe. Giờ mình ép lại tí nó thẳng cho nó đẹp. Em cho vào đĩa. Chứ ép lại thì nó thẳng cho nó bằng cho nó đẹp sắp có đĩa. Lên loại mình đốt lên một loại để sống nó khác nhau. Chị thì máy đâu? Tôi bị cướp.
Enggak. Shot kali ya. Anh có vẻ tí gương mùi tự nhiên làm cái bóng tại cái này vào sẽ quẩn thành cái bóng rải ra một lượt nó xong cuộn nó lại nó thành cái bóng. Đại dài ra một lượt cái này xong quẩn thành cái bóng. Wasabi. Wasabi mình làm thành cái lá. Vo tròn là xong bọc bọc. Lấy cái lưỡi dao mà. Để đưa cho ra đấy. Bột tạt nó mới kỳ lạ. Sao?
thịt xong. Đấy, lúc này mình quên bật video không mình. Bevor ich, ich glaube, ich vergesse es. Nein, ich kann das Video schauen. Nein, mit coolen Bad Video oder làm nhất là nước quê của Kaviar, sozi kaviar. So lecker. Und ich komme mit mir noch. Ik kan ook wel. Sesam.
Nhìn đi cô cái. Ra bỏ cả cây luôn đi. Nó trúc cái bọc lại thêm thì nó đó, dù leo này ăn giòn lắm, mình ngon lắm. Chín chưa? Gừng muối. Sabe? Tạp mấy năm kia lạ trang trí nó đẹp.
Minze, mình cái lá đấy cho nó đẹp. Đây là sản phẩm đơn giản thôi đấy. Giờ mình chụp ảnh lại để sản phẩm làm xong đây. Sản phẩm làm xong đây. Thì nhỏ này nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, see you again. Next time.